Hi, cô Huyền Anh xin chào tất cả các con. Các con thân mến, các con có thấy trời mới bữa nay rất là nóng và oi bức đúng không nào? Còn cô Huyền Anh thì đã đổ hết mồ hôi rồi đây này. Các bạn nhỏ thân mến, mỗi khi trời nắng về thì mỗi bạn nhỏ của chúng ta sẽ có những điều ước riêng. Có những bạn ước được đi tắm biển, có những bạn ước được đi sở thú, hay là ước được vô nhà banh, vô siêu thị rất là mát mẻ đúng không nào? Còn cô Huyền Anh thì ước được ăn kem, món ăn ưa thích của cô Huyền Anh đấy. Và ngày hôm nay, cô Huyền Anh có đem đến đây một cây kem cực kỳ là đáng yêu đấy. Các con hãy cùng nhìn xem cây kem ngày hôm nay của cô Huyền Anh có đáng yêu không nào? Và để làm được cây kem như vậy thì các con sẽ cần phải chuẩn bị các cơ vật liệu sau đây: giấy màu khổ A4, băng keo hai mặt, kéo, bút chì, que đè lưỡi. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên, các con sẽ lấy tờ giấy A4 ghép chéo, miết, sau đó dùng kéo cắt theo đường này. Chúng ta sẽ có được một hình vuông. Sau khi có được hình vuông, các con sẽ mở ra, gấp đôi và làm theo như trong video nhé. Các con lưu ý là mỗi nếp gấp chúng ta đều miết thật chặt nhé. Ở điểm đầu và điểm cuối, chúng ta sẽ dùng ít băng keo hai mặt để sau khi gấp vô, chúng sẽ dán cố định với phần trong. Tiếp đến là chúng ta sẽ dán que đè lưỡi lên phía đằng sau của phần hộp. Tiếp đến là phần vỏ. Các con sẽ dùng thước để đo chiều dài của phần hộp. Giữ nguyên kích thước và đo lên giấy. Sau đó dùng kéo cắt ra. Chúng ta sẽ lấy phần giấy vừa cắt được quấn xung quanh phần hộp. Các con lưu ý là chúng ta không quấn chặt quá, cũng không quấn lỏng quá nhé. Sau đó dùng keo để dán cố định mép ngoài. Tiếp theo, các con sẽ lấy phần giấy màu hồng như hồi nãy, dùng bút để vẽ các đường sóng cao thấp giống như trong video, sau đó dùng kéo cắt ra. Dùng keo để dán vô phần dưới của cây kem. Và bước cuối cùng là bước trang trí. Các con có thể vẽ hoặc dán bất kỳ thứ gì các con muốn. Còn như trong video, cô Huyền Anh sẽ dán những sợi giấy cắt vụn lên que kem để tạo hiệu ứng cốm giả cho cây kem nhé.
Vậy là sản phẩm của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đấy. Thêm một mẫu nữa cho tất cả các con cùng tham khảo nhé. Và đây là cả hai mẫu cây kem mà cô Huyền Anh vừa hướng dẫn tất cả các con cùng thực hiện đấy. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng hai cây kem này nhé. Vậy là với cách làm đơn giản, chúng ta cũng có thể làm ra được những cây kem cực kỳ là ngộ nghĩnh và đáng yêu như vậy, đúng không nào? Các con xem này, thì bên trong là phần rỗng, chúng ta cũng có thể để những vật nhỏ nhỏ xinh xinh phía bên trong này nữa đấy. Và video ngày hôm nay của cô Huyền Anh tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video lần sau nhé. Bye bye.